Shop Zippo sưu tầm, xin chào cả nhà. Hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà một cây Zippo rất là đặc biệt. Quên, xin chúc anh em xem clip một ngày cuối tuần may mắn, thuận lợi và bình an nha. Anh em có thể mua hàng có thể liên hệ em lên số điện thoại trên màn hình, Facebook, Zalo, TikTok. Em chỉ xài một số điện thoại một duy nhất thôi. Rồi em tư vấn hình ảnh nào rõ nét cho anh em. Tất cả hàng bên em bán đều zin hãng, ship code toàn quốc, bảo hành trọn đời cho anh em yên tâm sử dụng nha. Cây hôm nay em xin giới thiệu đến anh em một cây Zippo rất là đặc biệt. Cây Zippo kỷ niệm 125 năm ngày hãng thuốc lá của Mỹ ra đời. Cây này bản này thì mạ vàng hồng, form vintage, Zippo vintage vàng hồng hay kêu là Roron đó, sản xuất năm 2000 một kép tháng 4, kỷ niệm 125 năm hãng thuốc lá và cái chủ đề là khách ăn mòn sinh hãng. Vàng hồng thì nó rất là hiếm nha anh em, nó hiếm hơn vàng vàng tại vì vàng hồng nó chỉ sản xuất từ năm 97 cho tới năm 2001 thôi, đầu năm 2001 thôi là nó nghỉ sản xuất rồi. Mà con này là form vintage 1937, tái bản Zippo những năm 1937 trong tình trạng new hoàn hảo, chủ đề zin hãng. Những cái dòng này thì nó mạ vàng hồng rất là hiếm. Đó, rất là sang trọng. Anh em trưng bày thì rất là ok, rất là đẹp luôn. Con này new hoàn hảo, chưa chạy xước gì hết nha. Em coi cái tem nó có gỡ ra được không? À. Con này tem không gỡ ra được nha anh em. Tem gỡ ra nó sẽ bị rách. Con này thì em giao lưu với cả nhà mình 3.500k. cho một cây Zippo rất là độc, rất là hiếm nha. Mạ vàng hồng, vintage mạ vàng hồng năm 2000 một kép. Chủ đề zin hãng. Rồi. Em cảm ơn cả nhà mình đã xem video nha. Anh em có thể cho em xin một like, một subscribe để xem được nhiều cái em lên được nhiều Zippo sưu tầm hơn. Một lần nữa xin cảm ơn anh em, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video clip của em. Chúc anh em cả nhà một tuần mới, một ngày cuối tuần may mắn, thuận lợi và bình an nha. Rồi. Xin cảm ơn.